Vâng, xin chào các bác. Ui giời, có con bếp ngon quá mà về nó lại hơi bị lứt kính một tí các bạn. Đấy. Thì thôi em bán xả luôn cho các bác nhé. Con này thì nó là hàng của con Edit Orama các bạn. Đây này, Edit Orama. Con này nó là bếp mặt kính đẹp lắm các bạn. Nhưng mà tiếc một chút là đây. Đấy, các bác nhìn qua nhá. Đó, nó hơi bị tiếc một chút đây này, nó lại hơi bị sứt ra, nó có vết lứt này. Nói chung thì nó cũng chả sao cả, về các bác có thể dùng keo mình gắn bên trong hoặc bên ngoài cũng được. Đấy, còn bếp thì em thử thì hiện tại là vẫn thấy bếp đun bình thường, không có dấu hiệu bất thường gì các bác nhé. Về các bác có thể thay cái mặt kính mới hoặc là mình gắn lại. Nó có cái keo gắn kính rất là ok luôn các bạn. Bây giờ thì nói chung là đơn giản lắm. Đây, em sẽ cho lên bật thử cho các bác xem. Đó. Đấy nha, bật bếp thì các bác sẽ giữ ở đây cho em này. Giữ 3 giây này. Đó, và bếp ngay tức nó sẽ sáng lên. Các bác sẽ chọn các chế độ ở đây. Đấy, ở đây nó sẽ đun này. Hẹn giờ này. Đó. Các bác hẹn nhanh hay chậm là tùy theo mình giữ thì nó lên nhanh. Đấy. Giảm thì cũng giữ nhanh. Còn thích giảm từng cái một thì đây, nhấn như này. Đó. Thì đây là bên này là đun theo thang lốc 1 2 3 4 5 6 7. Để chậm 1 2 4 5 6 và maximum luôn. Đấy, mình hủy thì mình lại nhấn vào đây. Các bác muốn đun theo nhiệt độ C thì nhấn vào cái bên này. Được chưa? Đấy, tăng giảm này. Đó, rất đơn giản thôi các bác nhá, rất đơn giản thôi. Bếp thì vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì các bác nhá. Đấy, tất cả ui, cái rác này của em, ui giời, nó lỏng quá các bạn. Đấy, đổ sang rác này. Ui, sao cái ổ này nó lỏng thế nhỉ? Rồi, ok. Đấy, này đun tí nó bốc hơi. Đấy thì cách dùng rất đơn giản là vậy thôi. Còn bếp bên này thì nó là bếp bên rã đông và ủ. Ví dụ các bác sẽ dùng nhiệt độ để mình ủ hoặc là mình rã đông thì mình sử dụng bên này. Đấy, còn đun thì sẽ là bên này. Đây ví dụ nha. Hủy này. Đó. Hẹn giờ này. Đấy, bị em rã đông trong vòng khoảng 10 phút. Thì hết 10 phút là bếp nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Đấy, nó rất đơn giản như vậy thôi. Nó sẽ có hai bên. Và đun những cái dòng này thì nói thực sự các bác là nó phải gọi là siêu tiết kiệm điện. Em dùng một con ở nhà mà đóng gọi là một tháng đóng tiền điện nó nhìn ngỡ ngàng luôn các bạn. Tức là nó ăn ăn quá ít điện luôn ấy. Hàng của Nhật về cái hàng 100V này nó ăn của nó là kiểu như ăn như ruồi các bác. Nó ăn thì gọi là ti ti điện, chả năng bao nhiêu cả. Các bác đun một tháng giỏi lắm hết tầm khoảng 30-40 nghìn tiền điện chưa đến. 30 tiền điện là càng chơi, 30 tiền điện là càng đẹp. Một tháng thì các bác đun nhiều ấy. Bởi vì những cái dòng này nó ăn xíu điện các bạn, ăn điện nó làm 100V mà các bạn. Đấy, 1400W, 100V thì các bác cứ tính ra nó ăn đáng bao nhiêu đâu. Đấy, có phải các bác đun suốt ngày suốt đêm đâu, đúng không ạ? Mỗi trưa sáng trưa tối, sáng buổi trưa buổi tối 3 buổi, mỗi buổi các bác đun giỏi lắm em cho các bác đun tầm khoảng 15-20 phút đúng không ạ? Đấy, thế nên là để mà nói những con này thì nó là hàng siêu tiết kiệm điện luôn. Đó. Về giá thì con này như em đang bán của nó thì sẽ là khoảng 1,8 triệu những cái dòng mặt kính như thế này. Đấy, tuy nhiên thôi con này thì bây giờ nó cũng hơi bị xíu là em xả luôn. Về cho các bác mình chỉnh trang lại cái mặt kính đi tí. Thực ra cũng chả cần mình chỉnh trang các bác vẫn đun được. Các bác cứ chịu khó đun không để cho nó rào ra ấy, thì nó cũng chả vấn đề gì cả. Đấy, nước nước để khô không cho lên mặt này thoải mái. Còn bác nào cẩn thận thì các bác cắn cho em tí keo ở bên ngoài. Thế thôi, chứ đâu có vấn đề gì đâu, các bác dùng vẫn bình thường, ngon lành luôn. Đấy, thì thôi con này em để các bác giá là 590.000. Thôi để các bác 580 nhá. 580. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé.
580k, bác nào chốt con bếp từ là nhà alo cho em nhá. Đấy, em xả rẻ luôn cho các bác. Đó, chốt là 580 các bác nhá. Ok, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.